Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice Mời các bạn lắng nghe tác phẩm Một vụ án tình Tác giả bà Tùng Long Giọng đọc Kim Xuân Chương 1 Người xưa Phương Chi đang ngồi đánh máy, bỗng có hội chuông điện reo lên. Nàng ngừng công việc, đứng lên đi vào phòng ông giám đốc. Ông giám đốc chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Cô ngồi xuống đây, tôi có chút việc cần nói với cô. Thấy vẻ mặt đắng đo của ông giám đốc, Phương Chi không khỏi lo ngại. Mấy hôm nay, nàng cũng như các nhân viên trong hãng đều sống trong cảnh phập phòng. Hãng hoành tân mà họ đang giúp việc đang ở trong tình trạng lỗ lã các bạn đồng nghiệp của nàng đã bị sa thải lần trước kia có đến ba chục nhân viên mà công việc vẫn ối động thế mà mới một tháng nay ông giám đốc cho nghỉ dần chỉ còn có mười người cũng chẳng còn công việc bao nhiêu vào đến hãng thì người này nhìn mặt người kia lo lắng không biết hôm nay ai sẽ bị số phận hẩm hiu mỗi lần có chung điện thoại gọi một nhân viên nào là nhân viên ấy phập phòng lo sợ và các nhân viên khác cũng phải ngừng việc nhìn người bạn đồng nghiệp đi về phía phòng ông giám đốc với những vẻ mặt lo âu họ tuy không trao đổi với nhau một lời nào nhưng qua những cái liếc mắt họ hiểu nhau rất nhiều phương chi ngồi xuống ghế cúi đầu đợi ông giám đốc nói cô phương chi phương chi ngước mặt lên nhìn ông giám đốc Ông chậm rãi nói. Cô cũng hiểu sơ qua về tình trạng lỗ lã của hãng chúng ta. Trong một tháng này, hãng phải bớt gần hai chục nhân viên. Nhưng tình trạng của hãng cũng không thay đổi chút nào. Lỗ lã vẫn hoàng lỗ lã. Rồi đây không trước thì sao, hãng cũng phải giải tán để thanh toán sổ sách. Nhưng trước khi đi đến chỗ giải tán, Hắn vẫn phải tiếp tục cho một số nhân viên nữa nghỉ. Lẽ dĩ nhiên, phải bắt đầu cho những người độc thân nghỉ trước. Những nhân viên có gia đình, con cái đông, không thể cho họ nghỉ trước được. Từ khi cô vào giúp việc cho tôi, thật tôi hết sức hài lòng. Nhưng hôm nay, ép lòng tôi phải cho cô nghỉ cùng với vài nhân viên khác. Đây, tôi trả cô một tháng lương và mong cô hiểu thấu nỗi khổ tâm của tôi tôi tin rằng với sự tận tụy của cô cô sẽ tìm được một chỗ làm khác tốt hơn việc phải đến đã đến phương chi còn biết nói gì bây giờ nàng ngồi im nhìn cái bao thư có số tiền lương ông giám đốc đẩy đến trước mặt như một cái máy nàng đưa tay ra lấy cái bao thư rồi lặng lẽ đứng dậy Ông giám đốc nhìn Phương Chi ái ngại, ông muốn tìm lời an ủi nàng, nhưng Phương Chi đã cúi đầu chào ông. "Bắt đầu từ ngày mai, tôi nghỉ việc." "Bắt đầu từ ngày mai, tôi tính đủ số lương của cô và trả thêm một tháng." "Thôi, chào cô." Phương Chi đi ra ngoài, các bạn xúm lại hỏi thăm, ai nấy đều có vẻ buồn rầu chán nản họ chỉ là những tư chức đồng lương không đủ sống mà bây giờ lại sắp bị sa thải thì bảo sao không lo nghĩ sa thải trong lúc số người thất nghiệp ngoài xã hội mỗi ngày mỗi tăng họ làm sao tìm được chỗ làm khác phương chi chưa có gia đình ông giám đốc cho rằng dù sao tình trạng của nàng cũng còn dễ thở nàng lại có tài có sắc nết hạnh nàng sẽ tìm một chỗ làm khác dễ như chơi nhưng Phương Chi không nghĩ như thế. Từ lúc bé không được sống trong sự đầy đủ ấm no, nên nàng luôn lo sợ mỗi khi có một biến cố hâm dọa. Mấy năm nay, nàng đi làm, hết hẳn này đến hẳn nọ, tuy cực nhọc nhưng không thiếu thốn về vật chất. Mặc dù vậy, nhưng nàng vẫn không thể quên những lúc khó khăn thiếu thốn ngày xưa. Cha mẹ nàng là những người công chức tầm thường, đông con, Nàng là con út sinh ra trong lúc gia đình túng thiếu nên không được đi học nhiều. Đến năm nàng 15 tuổi thì các anh chị nàng ai nấy đều có chồng, có vợ, sống riêng. Năm ấy nàng mới đậu tiểu học. Như ở các gia đình khác thì anh chị đi trước nên giúp đỡ các em sau tiếp việc học hành, hầu nâng bớt gánh nặng cho cha mẹ. Nhưng ở gia đình nàng, các anh chị khi có gia đình riêng đều sống vất vả, thiếu thốn. Người nào cũng vợ yếu, con đông, nên quanh năm suốt tháng không dư lấy một đồng. Làm sao mà giúp cho em, cho cha mẹ trong lúc tuổi già đầu bạc. Chị tâm của nàng lấy một người chồng làm nghề đóng giày. Có chồng mới 5 năm, chị đã sinh một hơi bốn đứa con. Mỗi lần Phương Chi đến thăm chị, thấy cảnh đứa lớn đòi quà, đứa nhỏ đòi sữa, mà Phương Chi không khỏi chán nản. Chị Tâm cái áo không lạnh. Anh rể của Phương Chi thì suốt ngày vất vả. Đến đầu tóc cũng không có ngày giờ chảy gỡn. Anh Mẫn của nàng làm thư ký cho một hãng buôn. Trong các anh chị của nàng, Mẫn được xem là người tốt số hơn hết. Anh làm lương lớn, lại có vợ giàu. Nhưng rồi một tai nạn xảy đến cho anh. Anh bị du cáo làm quyền hãng, làm chuyện phi pháp, nhà cầm quyền phải giữ anh ở lại đi tra xét. Vợ anh ở nhà đau ốm liên miên, bỏ cả bầy con không ai săn sóc. Còn nói chi chị Nghĩa, anh lợi, làm bao nhiêu cũng chỉ đủ nuôi miệng. Lúc đau ốm, phải chạy dây mượn bà con mới có tiền mua thuốc. Vì thế mà đậu tiểu học xong, mới 15 tuổi, Phương Chi phải ở nhà giúp mẹ trong việc buôn bán, Phương Chi không đẹp nhưng rất có duyên, làn da ngâm ngâm, cặp mắt đen lay lấy, mái tóc đen huyền và dáng người mảnh khảnh. Phương Chi hiền lành, ngoan ngoãn nên ai trông thấy nàng cũng yêu mến, nhờ thế mà việc buôn bán của mẹ nàng được chống phát đạt. Từ một ngôi hàng xén nhỏ, hai mẹ con đã tạo được một sạp giải ở chợ Bến Thành. Khi sự buôn bán được phát đạt, và gia đình không còn thiếu thốn nữa, thì ông thức, cha nàng lại từ trần. Thế là chỉ còn hai mẹ con hôm sớm với nhau. Ngày buôn bán ngoài chợ, đêm về hủ hỉ trong một căn nhà ốc dùng Tân Định. Càng ngày càng lớn, Phương Chi càng duyên dáng, khôn ngoan. Bà thức thường khoe khoang với bạn bè. Cháu nó được cái đảm đang và chịu khó bà thức có một người bạn gái quá chồng như bà và cũng có một sạp hàng giải ở chợ bà nẹp vốn liếng nhiều nên sự buôn bán có phần dễ dàng hơn chồng bà phận trước kia là một công chức cao cấp chết để lại cho bà một sự nghiệp khá lớn và một đứa con trai là cậu tân tân đã đậu tú tài hiện đang học ở trường dược bà phận thấy phương chi nết na và đảm đang có ý muốn hỏi nàng cho tân nhưng chưa bày tỏ cho bà thức biết bà phận chỉ nói riêng với con con có biết phương chi còn gái út bắt thức không con thấy cô ấy thế nào không đẹp mà cũng không xấu nhưng mẹ hỏi con làm chi cô ấy đảm đang lắm một tay giúp mẹ buôn bán và làm giàu đó Tần nghe thế liền cười mẹ thấy người ta đảm đang rồi mẹ muốn người ta về giúp mẹ chứ gì Bà Phận cũng cười Cũng đâu đó Nhưng còn có bằng lòng không Tần suy nghĩ Con chưa biết tánh tình người ta ra sao Được Để mẹ đưa con lại thăm bác thức Và con sẽ có dịp làm quen với cô Phương Chi Cô Phương Chi Cái tên nghe đẹp quá nhỉ Mẹ nhỉ Nhưng người thì không đẹp lắm bà phận dội nói như thế là đẹp lắm rồi tại phương chi không chịu trang điểm chớ nếu cũng son phấn như các cô khác thì có kém ai đâu tân đã gặp phương chi nhiều lần và cũng phải công nhận là nàng hiền lành nết na tuy ít học nhưng rất khôn ngoan lanh lợi tân thường so sánh phương chi với người bạn gái cùng lớp với chàng thu lan thu lan là con nhà giàu học không kém tân và lại rất đẹp nàng là một bông hoa đầy hương sắc của vườn đại học các sinh viên không ai không biết nàng không ai không tìm cách làm quen với nàng tân có nhiều cảm tình với thu lan lan cũng thế kính nể tân lắm thu lan có mời tân về nhà chơi và giới thiệu với cha mẹ cha nàng là một công chức cao cấp nhiễm tân học không hề can thiệp đến việc riêng của con gái ông nghiêm cha nàng lại còn tổ chức những bữa tiệc và mời tân đến dự xong tiệc tân và thu lan ra vườn dạo chơi cho đến khuya tân cũng đã có ý muốn cưới thu lan làm vợ sau này cả hai cùng đứng ra điều khiển một nhà thuốc thì thế nào công việc làm ăn cũng phát đạt nhưng tân chưa có dịp thưa với mẹ rồi bây giờ mẹ chàng lại muốn chàng làm quen với phương chi tân cũng nghe lời mẹ không dám cãi lại từ ngày quen phương chi lòng tân càng phân vân không biết nên chọn người nào một hôm chàng đưa thu lan về thăm và giới thiệu với mẹ bà phận tiếp thu lan rất niềm nở hỏi thăm về gia thế và việc học của nàng mời nàng ở lại dùng cơm để có dịp nói chuyện lâu hơn thu lan tỏ ra rất lễ phép khôn lanh mềm mỏng nhưng bà phận không thích một cô con dâu học giỏi như thế bà lo ngại thu lan về nhà sẽ khinh bà và lên mặt với tân vì thế khi thu lan ra về rồi bà phận nói với con con muốn rước cô ấy về nhà mình à tân nói mẹ giới thiệu với con cô phương chi thì con cũng giới thiệu với mẹ cô thu lan để hai mẹ con ta cân nhắc lựa chọn theo con cô nào cũng có đức hạnh cũng đảm đang đáng yêu cả Thật lòng con không biết nên lựa chọn cô nào. Thu Lan là bạn học của con. Ngày nào chúng con cũng gần nhau, hiểu rõ tánh tình của nhau. Và cha mẹ nàng rất mến con, xem con như người thân thích trong gia đình. Nếu con kết hôn với Thu Lan, thì khi cả hai cùng ra trường, chúng con mở một nhà thuốc, cùng trong nôm chúng, thế nào cũng chống phát đạt. Phương Chi, tuy con mới quen, nhưng mẹ đã biết nàng từ lâu mẹ đã khen nàng thì công tin nàng là người đảm đang đứng hạnh nếu con kết hôn với nàng thì mẹ có người giúp đỡ công việc buôn bán đỡ nhọc nhằn nhưng tuy vậy phương chi đối với con không cần thiết bằng thu lan bà phận vội vàng hỏi tại sao vậy tân liền nói một khi con thi đậu và mở nhà thuốc thì lẽ dĩ nhiên mẹ phải dịp cửa hàng lại, về ngồi thâu tiền ở nhà thuốc của con. Cửa hàng mẹ không còn thì Phương Chi đâu còn cần thiết nữa. Bà Phận cười. Một nhà thuốc đâu cần đến hai dược sư. Trái lại, một nhà thuốc cần một người giữ tiền và trông nơm công việc buôn bán hàng ngày. Việc ấy Phương Chi làm được. Mẹ ở nhà giữ cháu, có phải an nhàn không? Mẹ nghĩ kỹ lắm chứ. Một khi con mở tiệm thuốc, thì mẹ không cần vất vả buôn bán nữa. Mẹ có quyền nghỉ ngơi và dâu con mẹ phải làm để lo cho mẹ. Đối với con thì mẹ hiểu rõ lòng dạ, chứ Thu Lan thì làm sao mẹ hiểu được. Sau này thấy mẹ ăn không ngồi rồi, sống bám vào con, Thu Lan sẽ khinh mẹ bởi vì Thu Lan quen sống trong sự giàu sang sung sướng, không hiểu người, hiểu việc. Còn Phương Chi, trái lại là một cô gái đã từng quen sống trong cực khổ hàng ngày thường tiếp xúc với mẹ. Mẹ hiểu Phương Chi, mà Phương Chi cũng rất hiểu mẹ. Huống chi từ một cô gái bán hàng, Phương Chi được làm vợ một dược sĩ. Phương Chi dạy gì mà khinh khi một bà mẹ chồng yêu quý nàng như con gái. Tân thừa nhận những lời mẹ nói rất đúng, nhưng chàng vẫn cố bên vực Thu Lan đến cùng. Mẹ chưa hiểu Thu Lan nên mẹ nói thế, cho một khi mẹ đã hiểu thì mẹ sẽ yêu nàng còn hơn yêu Phương Chi nữa mẹ hãy tin con không bao giờ cãi lời mẹ nhưng con xin mẹ cho con một thời gian là ba tháng nữa trong thời gian ba tháng này con xin mẹ tìm hiểu thêm thu lan còn con thì tìm hiểu thêm phương chi sau ba tháng ấy con sẽ xin chiều theo ý mẹ nếu mẹ vẫn không bằng lòng thu lan được mẹ cũng để cho con tự do lựa chọn cân nhắc trong ba tháng nữa Tân thường đưa Thu Lan về nhà chơi hơn. Bà Phận lúc nào cũng ân cần tiếp đẩy nàng, nhưng vẻ mặt Thu Lan lúc nào cũng không được tự nhiên, hình như nàng đang phải khổ tâm gì phải đóng kịch. Tùy Thu Lan yêu Tân, nhưng lúc nào nàng cũng không quên gia đình Tân nghèo hơn gia đình nàng, và ngôi nhà của bà Phận không xứng đáng cho nàng ra vào. Đối với bà Phận, nàng vẫn lễ phép nhưng sự lễ phép ấy lần lần có vẻ gắn gượng không được tự nhiên. Đáp vậy mà hàng ngày theo Tân về nhà, Thu Lan hết sức ngạc nhiên vì sự có mặt của Phương Chi ở đó. Thu Lan hỏi Tân về việc này, thì Tân nói Phương Chi là cô gái hàng xóm, rất thân với gia đình chàng và được mẹ chàng xem như một cô cháu gái. Còn chàng thì xem như một cô em gái, không có tình ý gì cả. Tân tỏ bày thành thật như vậy tưởng là thu lan tin lời chàng ai ngờ thu lan vẫn không tin cho rằng tân đã lừa dối nàng về phần phương chi nàng rất yêu tân mối tình ấy nàng giấu kín tận đáy lòng không bao giờ dám bày tỏ với tân được biết bà phận yêu nàng và muốn cưới nàng cho tân phương chi mừng lắm nàng mong sao cho đến ngày tân ra trường để nàng được về làm dâu bà phận làm vợ một ông dược sĩ nàng đang hy vọng như thế thì bỗng đầu thu lan lại xem vào cuộc đời của tân để nàng phải nhọc lòng lo nghĩ phương chi làm sao địch với thu lan được thu lan là bạn cùng lớp với tân lại vừa đẹp vừa giàu một nỗi lo âu xâm chiếm lấy tâm hồn phương chi nàng cảm thấy cuộc tình duyên của nàng như một mối chỉ mành treo chuông vì thế mỗi khi thu lan đến nhà bà phận là phương chi cũng tìm cách tìm cớ để qua nhà bà rình mò nghe ngóng câu chuyện giữa bà và thu lan hoặc giữa thu lan và tân phương chi cũng biết nàng làm như thế là không được lịch sự nhưng tình yêu làm cho nàng mù quáng nàng không đủ can đảm chống chọi với sự lo nghĩ với cái tánh tò mò của nàng mỗi khi thu lan và phương chi gặp nhau thì cả hai đều có vẻ khó chịu họ nhìn nhau bằng đôi mắt ganh tị lần lần Tân không rủ thu lan về nhà như mọi khi nữa bà phận thấy thế liền hỏi chàng độ rài thu lan ít đến đây con có hiểu tại sao không tân nói lúc này bà dở nhiều chúng con học trối chết đó mẹ ạ bà phận không tin không phải như thế đâu thu lan và phương chi kình nhau không khéo mẹ mất cả phương chi chuyện gì mà mất bộ phương chi không qua đây nữa sao bà phận buồn rầu thấy thu lan thường đến đây nó không yên lòng vì nó sợ con quý thu lan hơn nó nó tự hiểu địa vị và nhan sắc nó kém thu lan xa với lại đối với thu lan lúc nào con cũng tỏ ra thân tình hơn đối với nó vì thế nó ở nhà và có lẽ đang tìm nơi khác chắc chắn cho nó cao thân hơn tân liền nói thu lan gặp phương chi ở nhà mình luôn nên sanh ra nghi ngờ nàng hỏi con về phương chi thì con cho nàng hay đó là một cô gái hàng xóm thân với gia đình mình nhưng thu lan không tin lời con có vẻ không bằng lòng thu lan thì mẹ không tiếc nó có đến thì không cũng chả sao vì một linh tính cho mẹ biết thiếu nữ ấy không đem lại hạnh phúc cho đời con nhưng nếu mất phương chi thì mẹ tiếc lắm đó nó yêu quý con thành thật lại nết na đứng đắn nữa thu lan giờ đã chê nhà mình không lui tới nữa bây giờ con nghĩ sao tân cười mẹ buộc tội thu lan nặng quá nhưng con xin thưa mẹ rõ là đối với thu lan con cũng chưa có tình ý gì nhiều mẹ khỏi lo gì cả bà phận cũng cười nghĩa là bây giờ mẹ có thể nghĩ đến chuyện cưới phương chi cho con nào đã hết ba tháng đâu giả lại đã chắc vì Thu Lan phiền giận con hay chê nhà con nghèo. Nhưng rồi Tân cũng phải công nhận Thu Lan đã lợt lạc với chàng. Ngày ngày gặp nhau ở trường, Thu Lan cố ý tránh Tân. Tân thấy nàng thường đi với Tuấn, một sinh viên trường thuốc. Tân không hề lấy chuyện ấy làm buồn. Một khi đã hiểu rõ lòng dạ Thu Lan rồi, Tân liền về thưa với mẹ. Giữa con và Thu Lan như thế là dứt khoát rồi, Mẹ muốn cưới Phương Chi cho con thì cứ việc tiến tới. Nhưng mấy lúc sau này sao hả mẹ? Bà Phận nói, mẹ cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng mẹ tin rằng mẹ có thể thu xếp ổn thỏa được. Bà Phận qua thăm bà Thức để bàn về việc hôn nhân của đôi trẻ. Bà Phận cũng tưởng bà Thức sẽ nhận lời ngay vì hai bà mẹ ấy còn lạ gì mối của Phương Chi đối với Tân. Nhưng bà Thức lại có vẻ đắng đo Việc này nếu xảy ra cách đây chừng hai tháng thôi thì dễ như trở bàn tay. Bà Phận vội hỏi. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hơi khó một chút. Vì mấy hôm nay tôi thấy hình như con nhỏ của tôi đang buồn việc gì. Thì chị cứ hỏi lại cháu. Dân, tôi sẽ hỏi cháu. Bà Thức nói tiếp. Cái cô Thu Lan nào đó còn qua lại nhà chị không? bà phận liền kể bà thức nghe về thu lan và nói thằng tân nhà tôi cũng chẳng ưa gì con bé đó nó lầm mà thôi sự thật cũng chẳng có gì trở ngại phương chi khi được mẹ cho biết bà phận qua hỏi nàng cho tân thì hết sức vui mừng nhận lời ngay hai bà mẹ sắp đặt làm lễ hỏi cho đôi trẻ để rồi nghỉ hè sẽ làm lễ cưới câu chuyện có vẻ chắc chắn như hai với hai là bốn bỗng một việc đã xảy ra khiến tân thay đổi ý kiến số là hàng ngày buôn bán ngoài chợ phương chi phải thay mẹ giao thiệp với một hãng buôn người ấn độ để lãnh hàng và giao tiền ông chủ tiệm này có một người con trai lớn rất thích phương chi mỗi khi gặp nàng anh chàng thường nói đùa và cười cợt chọc ghẹo phương chi lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trang đứng đắn cho nên chàng ta cũng phải kính nể Thấy con yêu Phương Chi cũng là một thiếu nữ nết na, ông chủ tiệm nọ hai ba lần ngỏ ý với bà Thức, cưới Phương Chi cho con mình. Bà Thức tìm cách từ chối hết sức khôn khéo, bà bảo Phương Chi còn nhỏ, bà bảo Phương Chi là cánh tay mặt của bà, nếu đi lấy chồng thì ai giúp đỡ bà, đẹp dài ba năm nữa sẽ hay. Vì bà không từ chối dứt khoát, cho nên cậu trai ngoại quốc kia mới theo đuổi Phương Chi mãi hãng buôn ấy rất tử tế với bà thức bán hàng tính giá đặc biệt với nhiều điều kiện dễ dàng nhờ thế công việc làm ăn của bà mấy năm nay mới chống phát đạt nhiều người quen với bà thức khuyên bà nên gả phương chi cho con ông chủ hãng buôn kia họ bảo đời bây giờ có tiền là được có tiền thì rồi cũng nhà lầu xe hơi như ai đâu cần phải là vợ trạng sư bác sĩ có người lại nói đời bây giờ bốn bể một nhà trên trường thương mại các nước đều góp mặt với nhau có chồng ngoại quốc cũng như có chồng trong nước có sao mà bà ngại nghe người ta nói bà thức cứ mỉm cười không cãi lại còn phương chi thì tránh đi chỗ khác không muốn nghe bà thức nhận gã phương chi cho tân nhưng chuyện ấy chỉ có bà và bà phận hay biết vì chưa làm lễ hỏi nên bà con quen thuộc chưa đến chia mừng. Vì thế mà chàng thanh niên ngoại quốc kia vẫn hy vọng cưới Phương Chi. Gặp nàng ở bất cứ chỗ nào, chàng ta cũng treo ghẹo, cười cợt, đôi khi đến gần vỗ vai hay kéo tay bắt đại. Trước những cử chỉ sổ sàng ấy, Phương Chi thường cự tuyệt, nhưng chàng ta cứ nhăn răng cười hì hì, chớ không biết xấu hổ. Một hôm, Tân ra phố định sắm thêm vài cáo sơ mi mặc vào mùa nắng nên ghép vào một tiệm ở đường phan châu trinh chàng mua xong vừa đi ra thì thấy phương chi đi ngang qua tay xách một cái giỏ phương chi không trông thấy chàng tân lặng lẽ đi sau và thấy phương chi vào một tiệm buôn lớn của người ấn độ anh thanh niên người ấn đang ngồi ở quầy thu tiền thấy phương chi liền đứng ngay dậy chạy lại vỗ vai nàng và hỏi lâu quá em không lại phương chi mở giỏ ra trả tiền nhưng anh chàng nọ cứ nhìn nàng bằng đôi mắt thèm thuồng miệng cười lố lăng thô bỉ phương chi vừa đưa tiền ra là chàng ta nắm tay nàng và không chịu buông cái cảnh ấy làm tân khó chịu bỏ ra về trong lòng không vui từ hôm đó chàng thường rình mò hành tung của phương chi và mấy lần bắt gặp tấn tuồng cũ ấy diễn đi diễn lại mãi chàng không thể chịu được nên nói cho mẹ biết bà phận liền nói thôi mẹ hiểu rồi cái cậu con ông chủ hiệu bán hàng sĩ ấy mà ôi hơi đâu việc giao thiệp hàng ngày trong sự buôn bán phải như thế con ạ à. miễn lòng mình trong sạch thôi mẹ hiểu con phương chi lắm nếu nó không đứng đắn thì nó đã nhận lời làm vợ cậu ấy rồi tân không bằng lòng mẹ nói gì lạ vậy dù cần phải giao thiệp với các chủ tiệm để lấy hàng thì cũng phải đứng đắn chứ. Ai lại để bọn nó vỗ dai, nắm tay, cười giỡn, còn giờ là nhân phẩm con người. Người đàn bà Nhật về xã giao khéo léo lắm, lúc nào cũng tươi cười, nhưng có ai dám lả lời chọc ghẹo họ đâu. Thôi mẹ ạ, à, con không muốn cưới Phương Chi nữa. Bà Phận nói thế nào, Tân cũng không chịu nghe, chàng còn hâm dọa mẹ. Nếu mẹ ép con, thì con sẽ cưới Thu Lan cho mẹ coi bà phận buồn về chỗ thất lợi với bà thức cũng như không biết phải nói sao với phương chi bà năn nỉ tân con nên hiểu cho con phương chi nó bị thằng con ông chủ tiệm yêu muốn đi cưới nó cự tuyệt thì họ không giao hàng cho mẹ nó nên nó để vậy đến khi nào đi lấy chồng thì thôi không thể được thôi cứ để cho cô ta lấy con ông chủ tiệm cũng sung sướng chán bà phận nói thế nào tân cũng không chịu nghe từ hôm ấy, chàng cố ý lánh mặt Phương Chi. Phương Chi hết sức ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi Tân. Bà Thức đợi mãi, không thấy bà Phận đá động gì đến việc cưới hỏi, liền nói với con gái. Mẹ thấy hình như câu chuyện hôn nhân của con với Tân hỏng rồi. Phương Chi chỉ ôm mặt khóc. Bà Thức lại nói. Con nên qua hỏi bác Phận xem sao. Chứ chẳng lẽ con cứ ở vậy mà đợi. Không được chỗ này thì tính chỗ khác có ế ẩm gì đâu nghe mẹ nói phương chi đau xót trong lòng vì nàng rất yêu tân mỗi khi gặp bà phận phương chi cứ nhìn bà với đôi mắt buồn rầu khiến bà cũng thấy lòng tê tái chịu không được một hôm tân đi vắng bà gọi phương chi qua và bày tỏ đầu đuôi cho nàng nghe khi nghe xong phương chi ôm mặt khóc nức nở nàng không nói được một lời nàng không ngờ Tân hiểu lầm nàng như thế. Một lát sau, đứng lên ra về, nàng chỉ nói được một câu. Xin bác nói lại với anh Tân là lòng cháu lúc nào cũng chung thủy. Từ hôm ấy, Phương Chi buồn rầu không đi buôn bán với mẹ nữa. Nàng oán trách số phận, thu ghét anh chàng ấn kia không sao nói được. Bà thất hiểu chỗ đau khổ của con nên tìm cách an ủi, khuyên lơn nàng. Nhưng nàng cứ nằm nhà cả mấy tháng, không chường mặt ra chợ. Cậu con trai ông chủ tiệm lấy làm lạ hỏi bà Thức thì bà báo Phương Chi bị bệnh. Nghe vậy hai cha con ông chủ tiệm liền đến thăm Phương Chi và mang cho rất nhiều quà bánh. Bà Thức gọi Phương Chi nhưng nàng nhất định không chịu ra. Sau cùng không hiểu nghĩ sao, nàng mới ngồi dậy trang điểm và bước ra ngoài, với vẻ mặt buồn rầu nàng nói với ông chủ tiệm ông tới lui thăm giếng làm gì? Dài hôm nữa tôi lấy chồng rồi. Chàng thanh niên ấn sững sờ hỏi bà thức. Có thật không bà? Phương Chi nói. Tôi nói thật đó, tôi không thể nhận lời cậu được. Thế là từ hôm đó, sự buôn bán của bà thức gặp ngay trở ngại. Muốn lãnh hàng, giờ đây phải giao tiền trước, mà nhiều khi cũng không có hàng. Việc làm ăn của bà thức đang phát đạt, bỗng suy sụp thình lình, mới ba tháng đã phải chịu nhiều lỗ lã. Đã vậy, Phương Chi cứ đau lên đau xuống, không chịu ra chợ giúp bà buôn bán làm ăn, một mình bà, bà lo không xuể. Một năm sau, gian hàng của bà trống trơn, chỉ có vài cây hàng giải lưu thư không đủ bán. Bà đem công việc làm ăn nói với con gái, thì Phương Chi nói. Thôi, mẹ sang cửa hàng lại cho người khác, để lấy một số tiền xoay qua nghề khác hoặc buôn trái cây, chén bát lúc bấy giờ con mới có thể giúp mẹ chứ còn buôn hàng giải thì con chịu Bạch Thức nói Mình quen buôn hàng giải đổi buôn thứ khác sao quen được Con ngại việc gì mình không lãnh hàng ở tiệm này thì tìm tiệm khác còn cứ nằm nhà như thế này thằng Tân lại bảo vì nó không cưới con nên con buồn rầu bỏ cả công ăn việc làm Phương Chi không dám bày tỏ với mẹ nỗi lòng của nàng. Sự thật gì nghĩ thương mẹ nên nàng không nở lìa nhà ra đi. Chớ ở gần tân, vô ra thấy mặt nhau nàng không muốn. Vì thế, nàng cứ đốc mẹ sang sạp hàng ở Sài Gòn để dọn đi nơi khác. Ban đầu bà thức không chịu, nhưng sau cũng phải chịu theo ý Phương Chi. Sang cửa hàng, bán nhà, dọn về chợ lớn. Từ ngày dọn về chợ lớn, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn hơn. Bà thức dị tiết của lâm bệnh. Một mình Phương Chi lo buôn bán, chạy thuốc, chạy thang cho mẹ. Nhưng bà thức mỗi ngày mỗi yếu và mấy tháng sau bà chết. Phương Chi chôn cất mẹ xong, dẹp không bán nữa. Nàng đi học đánh máy để tìm việc làm. Nàng không thích buôn bán, chung đụng với mọi người. Nàng cứ nghĩ vì công việc làm ăn buôn bán mà nàng mất tân một người có thể đem hạnh phúc đến cho đời nàng ra đi làm mấy năm trời hết sở này đến sở khác đồng lương chỉ đủ sống nhưng làm ở đâu nàng cũng được đồng nghiệp kính nể chủ mến thương đến bây giờ làm ở hãng hoành tân nàng mới gặp phải cảnh ngộ này hết chương một người xưa Voi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiên và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.